Mến chào cô chú anh chị và các bạn. Hôm nay mình sẽ chia sẻ đến cô chú anh chị và các bạn một loại bánh ướt, bánh cuốn nhân khoai môn, cách làm mới. Không cần bột năng, bột gạo, bột mì, bột bắp hoặc bột nếp. Bánh mềm dẻo rất là ngon. Và bây giờ mình mời cô chú anh chị và các bạn cùng làm bánh ướt, bánh cuốn nhân khoai môn với mình nhé. Nguyên liệu làm bánh ướt bánh cuốn khoai môn gồm có một củ khoai môn mình đã gọt bỏ vỏ và đã rửa sạch, củ này là 400g, một hộp sữa ông thọ 380g, 250g bột bán, mình mua loại bột bán to ha, 500ml nước lá dứa, 200ml nước cốt dừa, 2 ống vani và 1/3 muỗng cà phê muối. Bây giờ mình bắt đầu đi cắt khoai môn trước ha các bạn. Mình sẽ cắt khoai môn ra thành những miếng nhỏ. Mình cắt ra nhỏ như vậy để hấp mau chín đó các bạn. Giờ mình sẽ cắt ra thành từng miếng trước rồi mình sẽ cắt nhỏ lại nữa nha. Rồi, bây giờ mình cắt miếng xong rồi, bây giờ mình sẽ cắt khoai môn ra nhỏ lại nè. Mình cắt khoai môn ra những miếng nhỏ như vậy là được ha các bạn. Bây giờ mình sẽ cho khoai môn vào dĩa nè. Cắt khoai môn xong thì mình sẽ đem khoai môn đi hấp ha các bạn. Rồi, khoai môn mình đã cắt xong rồi nè các bạn. Giờ mình sẽ đem khoai môn đi hấp ha. Mình sẽ cho khoai môn vào nồi nè. Và mình đậy nắp lại và hấp đến khi nào phần khoai môn này chín luôn ha. Trong thời gian chờ khoai môn chín thì mình sẽ đi trộn bột ha các bạn. Mình sẽ cho 250g bột bán vào thau nè. Cho luôn 500ml nước lá dứa vào luôn. Rồi bây giờ mình sẽ quậy cho phần bột bán tan ra ha. Mình quậy đến khi nào bột bán tan hoàn toàn luôn nha các bạn. Bột bán này rất là dễ tan, gặp nước là tan liền á. Giờ mình quậy đến khi nào tan luôn ha. Quậy một hồi thì bột bán cũng đã tan ra rồi nè các bạn. Cách pha bột bánh ướt bánh cuốn từ bột bán này rất là tiện lợi. Bánh làm xong mềm, dẻo và có độ dai rất là ngon luôn đó. Mà chúng ta không cần sử dụng bột năng, bột bắp, bột mì hoặc bột nếp, bột gạo gì hết á. Rất là tiện lợi và rất là dễ làm. Bột mình quậy đến như vậy đã được rồi nè các bạn. Bây giờ mình sẽ cho thêm một muỗng canh dầu ăn vào ha. Rồi mình sẽ quậy lại cho đều là được rồi đó các bạn. Rồi, bột mình quậy đến như vậy là được rồi. Bây giờ mình sẽ quay lại với nồi khoai môn khi nãy chúng ta hấp ha. Giờ mình sẽ dỡ nắp ra. Wow, khoai môn đã chín nè, mùi rất là thơm luôn á. Mình sẽ dùng đũa thử coi khoai môn mềm chưa ha. Khoai môn đã mềm rồi. Bây giờ mình sẽ lấy khoai môn ra và đem đi xào nhân ha các bạn. Mình sẽ cho một ít dầu ăn vào chảo nè. Rồi cho hết phần khoai môn khi nãy chúng ta hấp á, cho vào luôn nha. Tiếp theo mình sẽ cho 2 ống vani vào. Cho 1/3 muỗng cà phê muối. Rồi cho 200ml nước cốt dừa vào hết luôn ha. Cho thêm 150g sữa đặc vào luôn. Tiếp theo mình sẽ tán nhuyễn phần khoai môn nha. Mình tán cho thiệt là nhuyễn luôn nhé. Làm bánh ướt từ nhân khoai môn này rất là ngon và lạ miệng đó các bạn. Các bạn có thời gian hãy làm ăn thử ha. Giờ mình sẽ tán nhuyễn phần khoai môn luôn nhé. Khoai môn mình tán một hồi cũng đã nhuyễn rồi nè. Như vậy là được rồi nè các bạn. Rất là dẻo luôn. Rồi bây giờ mình sẽ đi tráng bánh ha. Mình sẽ cho một ít dầu vào chảo nè. Mình quét dầu xong rồi mình cho bột vào chảo luôn ha các bạn.
Mình cho bột vào rồi mình lắc đều cho bột chín vào đáy chảo á. Như vậy là được rồi đó. Mình đậy nắp lại và chờ 20 giây. Bánh đã chín rồi đó các bạn. Rồi mình đẩy bánh ra, mình sẽ ốp xuống cái dĩa này ha. Rất là đơn giản và dễ làm luôn đó các bạn. Rồi mình sẽ cho một ít nhân khoai môn lên, rồi mình gói lại ha. Giờ mình sẽ cuộn lại ha các bạn. Mình cuộn tròn luôn ha. Như vậy là chúng ta được một cái bánh rồi đó. Bây giờ mình sẽ chán cái tiếp theo ha. Mình cũng sẽ cho bột vào chảo nè. Rồi mình sẽ rắc đều cho bột chín vào đáy chảo. Rồi như vậy đã được rồi. Bây giờ mình đậy nắp lại và chờ 20 giây. Rồi bánh chín rồi nè các bạn. Giờ mình đẩy bánh ra ha. Mình cũng làm tương tự như khi nãy nữa. Rất là dễ luôn. Rồi cho phần nhân lên và gói lại. Là mình đã được thêm một cái bánh rồi đó các bạn. Cách làm bánh này rất là đơn giản và dễ làm đúng không các bạn? Các bạn lưu ý khi chán vỏ bánh á, các bạn để lửa nhỏ nhất ha, không cần để lửa to ha các bạn. Bánh này rất là dễ chín. Rồi bây giờ mình sẽ cuộn bánh tròn lại. Như vậy là mình đã được thêm một cái bánh rồi nè các bạn. Nhìn rất là ngon luôn nè. Bánh rất là mềm và dẻo, còn có độ dai nữa đó. Rất là ngon ha. Và đây là một dĩa bánh mình đã chén xong rồi nè các bạn. Nhìn rất là đẹp và rất là ngon luôn á. Mình sẽ cho thêm một ít mè lên trên bánh á, nhìn cho bắt mắt một chút ha các bạn. Wow, rất là đẹp luôn nè các bạn. Giờ mình sẽ lấy một cái nè, mình thử cho các bạn xem ha. Bánh rất là mềm và rất là dẻo và dai luôn nè. Nhìn bánh rất là ngon luôn á, màu sắc rất là đẹp ha. Giờ mình sẽ dùng kéo, mình sẽ cắt một cái bánh ra cho các bạn xem bên trong ha. Mình cắt ra nè. Wow, nhìn rất là ngon luôn nè. Nhân rất là dẻo luôn á. Rất là hấp dẫn luôn. Và bây giờ mình sẽ thử một miếng ha. Mình mời các bạn nha. Vỏ bánh mềm dẻo có độ dai thơm mùi lá dứa, phần nhân bánh bùi bùi dẻo dẻo, độ ngọt vừa phải, rất là ngon luôn. Và như vậy video làm bánh ướt bánh cuốn nhân khoai môn đến đây là hết rồi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Hẹn gặp các bạn ở video sau. Bye.